Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Rồi voi đi anh em. Voi cái kiểu đi. Ôi, alo, nghe đã, kê. Đợi nha, chưa có bị kiếp nha. Đây qua trái lên nè. Không có quái. Em vô em Tao đập đó. Anh em. Bốc thiên dương. Xong rồi. Thôi tập trung đánh đi em Quân. Không có đồ đó lụm được. Chiến quái đi quậy ơi. Cái. Quái đạn có mặt chết rồi. Nè có mấy cục máu nè, quăng ra nè, ngựa cục nè. Có biết kiếp chung trọng á. Nè cục máu nè, không quậy. Quân, đây nè. Máu nè. Rồi nha, thôi. Để chiêu. Bị kiếp sơ kìa. Qua bóp kìa. Ông có xây trị chưa? Có rồi. Đi. Từ 9 cây nữa, 9 cây nữa. 9 cây nữa. Lên tờ đi. Đập luôn. Này chết rồi. Đập luôn. Quýnh đi. Ăn đi, nhanh lên. Ăn được. Còn nhiều chiêu chạy hết, nhanh lên. Trời ơi, nãy còn thiếu lắm bằng chi, chê hết chiêu với 73. Thiếu lắm treo hả? Anh đâu uống chiêu đâu, uống thường mà. Vô. Thôi, đừng nói chuyện anh em. Tập trung đi. Chuẩn bị cao kìa. Thôi, cẩn thận có người nha. Chạy qua trái nè, qua phải đi. Qua phải. Mua đồ cái kiểu đi, qua phải. Đi, qua phải nè. Qua phải. Trốn. Okay chưa? Có chiêu chưa? Nó boss luôn rồi. Lên trên. Nó không có hồi sinh nữa rồi. Không có. Đây lên trên đây nè. Không chơi kìa. Thử nha. Có hồi sinh ưu tiên các bạn lấy nha. Ai lấy cũng được, nhanh tay thì lấy. Coi chừng. Kìa có boss kìa anh em, khu mình kìa anh em. Ê có team kìa. Ê có team nha, thằng kiếm kìa anh em ơi. Tặng ra. Cẩn thận. Thằng kiếm dí nè. Cẩn thận nha. Đi. Đang hồi máu dưới, đang bị dí hồi máu nè. Hồi máu tí đi. Bây ơi. Hồi máu cái đi. Bức tử rồi đó, để hồi bức tử đi. Ừ. Cho em cái ẩn thân đi anh ơi. Ai có bình máu quanh, ai có bình máu xin cho bình máu ơi. Ừ, cho bình máu rồi cái kiểu đi.
anh hậu mình máu cho em, mình máu anh hậu mà nó quấn anh giật máu anh thầy rồi rồi ok rồi, qua luôn quấn này quấn đi quấn đâu có nhiêu chiều chạy hết đi hết chạy nhanh lên được á nhanh lên được giá luôn hết luôn ăn được rồi nha. Nhanh lên ăn lẻ có nhiêu chiều chạy hết nhanh lên. Hồi xin. Ôi, đừng ăn bị kích chung. Không hồi xin. Hết chiêu rồi. Lấy anh kiếm không? Không. Lên kiếm máu kiếm đầu đi, kiếm đầu đi. Từ hết chiêu vậy, đừng sung, hết chiêu, đừng sung. Đêm này không win nữa nghỉ mẹ đi. Không win cái đi nha. Nghỉ đi. Em nó nghỉ game luôn á. Rồi nha anh em, từ từ thôi. Em này ông Quỳnh nó nghỉ game luôn á, nó thiệt luôn á. Rồi chết này. Thiên nè. Thiên kìa. Quên luôn. Thiên. Rồi ok. Thiên còn cái bàn nữa đâu. Mình nhận, Thiên nhận. Ê mình giáo. Để tôi máu. Ê có tìm dưới, có tìm bỏ. Có tìm bỏ lên trên, di chuyển lên trên, đừng có quýnh, hết chiêu rồi. Chạy lên trên có người kìa. Lát hồi gặp, từ chạy đi nhanh lên. Chạy luôn nhanh lên. Chạy hết luôn nha. Chạy hết đi, di chuyển tản ra hết, nhiều người lắm. Bên đây có quái, khu vực 22 có quái nè. Cứ farm đi, hồi máu đi, khu vực 22 có máu nè, có quái nè, đánh đi. Tôi full này. Mày nguy hiểm bên lột nữa. anh Hậu. Anh Hậu, em cho cục máu nè Hậu. Anh Hậu ơi, lại đây, nhanh lên. Chỗ em nè, quá phải. Nhanh lên. Ăn vô, chạy. Hết máu đừng sung nha mấy ba. Hết chiêu rồi đừng bao giờ sung á. Đi qua phải nè. Rồi từ thôi. Từ, bình tĩnh, đừng manh động. Đây. Ôi sao lấy hàng Thiên Dương cha. Thôi cãi đi, không sao. Lấy cái bàn vô nội. Từ. Lấy hai Thiên Dương chứ gặp hải hỏa đập cho hai thằng lên đường vô. Cãi quốc lô bệnh gì cử. Đánh từ thôi. Từ thôi. Để bóp ra. Bóp ra. Lãnh quái hồn máu đi. Ở dưới kìa, đi xuống dưới. Bóp ra. Từ ba để đánh quái hồn máu nữa. Ông hồi như đó đủ rồi, hồi chi nếu không nổi. Nhanh lên. Đi xuống dưới. Từ từ. Có tem nha. Cẩn thận nha. Thẳng xuống bóp luôn. Đập luôn. Xuống ngựa hết. Đâu rồi? Con mình giáo đây nè. Bóp đâu? Giết nó. Mấy ông chạy luôn nha. Nó còn chấm kìa. Từ từ. Có người. Hết chiêu nha, cẩn thận. Chạy rồi. Con chỗ đang nè, đập nó. Dương môn kìa. Đập nó. Lấy đầu đi. Nhanh lên. Lụm lẹ, chạy lên. Nó qua. Lụm lẹ chạy nhanh lên. Rồi. Lên. Có người kìa, nó qua kìa ông nội. Đập tem nó luôn. Dĩ lùng. Bỏ đi. Bên trái có tem nha, cẩn thận. Có tem. Ông cứu rồi. Tôi chạy rồi, hết máu rồi. Thôi, khỏi. Tôi hồi máu được. Tôi hồi máu được. Vô phải đi. Tự thôi. Để tôi con này cho. Để tôi con này đi. Ông ăn cục máu đi, để tôi con này. Từ nha, để con này cái. Để con này nha anh em, đừng ai đánh nha.
Ủa kéo né hoài luôn á, con này bị điên vậy. Tụi lính chân nè. Từ từ ba, từ. Lên từ thôi, hồi máu cái. Từ ba. Hồi máu cái, từ. Lên từ nha, từ thôi. Có địch đó, có địch đó. Ê, ê, chị vô có chân chết. Chạy. Đây một con chết rồi. Đừng. Trời kéo, định mệnh kéo con đi hoài luôn á. Chết chưa, nó chết chưa? Xong chưa? Từ. Má ơi, cày vậy. Đi qua từ nè. Ê, có cục máu không? Cho cục máu đi. Ê, chưa có lóc nha, chưa lóc, từ từ. Khoan từ, chưa có lóc. Cẩn thận. Quên luôn. Được. Quên đây. Nhanh lên. Có nhiều chiều chạy hết đi nha. Nhiều chiều chạy hết đi. Cháo lộn mới được. Mình giáo không biết kiếp trùng rồi ba ơi. Xem nè không có. Đâu qua kìa. Ơi chết đây. Thằng kiếm bung ơi. Ơi lâm ra. Thôi. Hồi sinh chỉ lấy một cái thôi nha mấy ba. Có máu không? Quăng máu ra. Kiếm chỗ nào có quái cái bấy. Có máu không? Kệ có máu kìa, có cục máu ăn vô. Quá cạo kìa. Anh Hậu có máu không? Quăng. Anh Hậu ơi, anh Hậu có máu đâu, quăng ra giúp em nha anh Hậu ơi. Trời ơi ông nội. Má ơi tôi lại ông luôn á, cho mấy ông cho tôi cục máu giùm cái đi thiệt luôn á, có nhiều máu ông hết bà luôn rồi. Từ xin vô đi. Kệ nó kìa. Kìa, cái bàn kìa. Cái bàn chết nè. Từ. Chết chưa? Cái bàn chết rồi. Chết rồi anh em. Chết thôi. Từ. Đi chung đi, đừng có tham. Mình giáo sắp hết biên rồi đó. Ừ. Từ. Em này cũng được, em này cũng chắc. Còn 5 tay. Ai lâm đồ đi, lâm đồ đi. Mẹ mình giáo nhảy mà. Mình giáo nhảy thì mẹ chết luôn. Ai tách ra nha, nó tàn hình đấy. Ai có hàng phải qua kìa, có hàng qua kìa. Đứng này đi. Chạy. Kê. Ngay mày chết. Ngay mày chết. Đi vô ngay, đừng cho chạy. Đập luôn. Rồi ok, nó chết này. Lâm đồ. Đồ. Ôi, ảnh thân à. Ây, thử biết kiếp. Ây. Ui. Biết ba đồ lầm ghê vậy biết ba, để tôi lụm với coi. Thiệt luôn á, ừ, đang đánh. Còn 2 tem à, đi lùa. Còn 2 tem à, đi lùa. Từ, hồi chiêu đi lùa. Ôi, sao? Nó dặm kìa. Hộp đó. Con Minh Giáo chạy đâu? Con Minh Giáo còn xíu máu. Dí luôn. Đừng cho nó hồi máu, đừng cho nó chiếm thoái hồi máu. Nó dưới. Đừng cho chiếm thoái hồi máu. Xong rồi. Xong rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.